Xin chào tất cả bạn, tôi Lương Chuyên đây, rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình chia sẻ quá trình khảo sát của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Hôm nay anh em chúng tôi lại có một tour đi về khu vực Ôn Lương, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên để phục vụ một khách hàng thiết kế nhà vườn ở đây. Sau đây xin mời các bạn nhìn qua cái tuyến đường đến khu vực Ôn Lương, Phú Lương nhé. Vâng, đây là đi đường vào nhà gia chủ. Thì hôm nay chúng tôi có gặp gia chủ thì ở bên nước ngoài. Thì hình như là ngày mai là gia chủ đã bay rồi, thì chúng tôi gia chủ về được có 2 hoặc 3 ngày như thế thôi, thì gọi chúng tôi lên để thiết kế cho gia chủ một căn nhà. Đó. Thì chị cũng đã theo dõi kênh của chúng tôi rất là lâu rồi và chị rất là thích một căn nhà vườn. Đấy, nó vừa đủ tiền và lại vừa đẹp. Huyện Phú Lương, tỉnh Phú Lương cũng rất là nhiều cây xanh các bạn. Ở đây chắc cũng có trẻ chứ nhỉ? Chỉ là trẻ. Phú Thịnh này, cây. Tí gặp lại mọi người ở cái video chia sẻ miếng đất của nhà chị nhé. Cuối cùng chúng tôi đã đến được xã Ôn Lương và đây là khu vực mới, khu dân cư mới, thì xung quanh rất là rộng lớn và bên cạnh nó là trường tiểu học và trường ủy ban nhân dân xã Ôn Lương. Thì chỗ này rất gần xóm trung tâm nhà bác Kính, là một khách hàng chúng tôi đã thiết kế cho bác đấy. Và còn đây là một người gần nhà bác. Thì hiện trạng là mảnh đất nhà chị đang định xây dựng một ngôi nhà trên khuôn viên khu đất là 15m mặt tiền. Mặt tiền ở khu đường gần ủy ban và trường tiểu học. Trong đây là có một con đường rất to, khá là to, ngã ba đường, đường nhựa. Hệ thống cống rãnh thoát nước đã có ở phần phía trước, cùng với hệ thống cột điện đã có ở khuôn viên bên trái của ngôi nhà. Đây thì mặt tiền của gia đình nhà chị là đây, mảnh đất đây. Một bên là giáp phía mặt đường, hai bên là sẽ tương lai là sẽ có nhà. Thì đây là một cái nhà cũ đã có rồi. Đây là khu vực bên cạnh này. Tiếp theo khu vực đằng sau. Cấp điện, cấp nước có đằng trước hết rồi. Dạ. Đúng rồi, trường học, bán hàng. Hướng mà gia chủ định xây là hướng đằng đông nam với 115 độ từ đằng trước. Rồi, khu vực đằng sau là khu vực ruộng, vẫn còn là ruộng. Đấy, đằng xa xa kia là bật nhà công sự. Rồi, mời các bạn cùng chúng tôi bay flycam xem khu đất có ảnh hưởng gì về phong thủy, thế như thế nào. Rồi, ok. Vâng, bây giờ chúng tôi sẽ dùng flycam là công nghệ khảo sát hiện đại nhất hiện nay để quét xem là cái khuôn vân đất của chị nó méo hay tròn và đo luôn các kích thước các cạnh. Đồng thời là xem luôn cái phong thủy có ảnh hưởng gì đến đất cho chị không. Ok, tôi sẽ bay cao lên nhá. Đây là gần trường tiểu học Ôn Lương, Phú Lương. Các bạn nhìn thấy đây, xung quanh đây thì toàn đồi núi thôi.